Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, với hơn 26.000 dự án đầu tư nước ngoài FDI còn hiệu lực, tổng vốn FDI chảy vào Việt Nam từ năm 1988 đến nay với tổng vốn đăng ký đạt 334 tỷ đô la Mỹ vào 19 trong số 21 ngành nghề kinh tế của Việt Nam. Với kết quả này, tại hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thu hút đầu tư nước ngoài là một chủ trương đúng đắn và thành công của Đảng và Nhà nước. Khu vực đầu tư nước ngoài là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam và đang đồng hành cùng lớn lên với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian tới, Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương hợp tác thu hút đầu tư nước ngoài, song song ưu tiên chọn lọc gắn với mục tiêu nâng tầm trình độ nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế tự chủ. Tất cả những vấn đề này sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Luật đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua vào cuối năm 1987, cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp sở hữu 100% vốn. Điều khoản này thay cho cam kết rằng Việt Nam coi trọng lợi ích của nhà đầu tư. Đây cũng là nội dung hấp dẫn nhất bởi lúc đó các nước có nền kinh tế mở hơn như Thái Lan, Indonesia và các nước trong khu vực cũng chưa có loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Ngay sau khi luật đầu tư nước ngoài có hiệu lực, giấy phép đầu tư số 01 đã được cấp cho liên doanh hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch với tổng vốn đầu tư chỉ là 2,5 triệu đô la Mỹ. Vào thời điểm đó, luật đầu tư nước ngoài với những tư tưởng cởi mở đã mở đường cho thu hút FDI, tạo đà cho phát triển kinh tế. Số lượng các dự án đầu tư tăng dần theo thời gian. Kể từ năm 1987, luật đầu tư nước ngoài từ năm 2005 là luật đầu tư chung. Qua 6 lần sửa đổi và bổ sung đã trở thành một bộ luật khá hoàn chỉnh và tiên tiến, được các chuyên gia trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI đánh giá cao. Các lần thay đổi của bộ luật này luôn bám sát mục tiêu thu hút đầu tư và những phát sinh từ thực tiễn trong quá trình thu hút và quản lý đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Trên chặng đường 30 năm qua, đầu tư nước ngoài đã đồng hành cùng tiến trình đổi mới và mở cửa nền kinh tế, bổ sung vào nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng ngân sách thúc đẩy xuất khẩu, đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành một nước có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Trên chặng đường 30 năm qua, thu hút FDI nhiều vùng và địa phương trên cả nước tiếp tục ghi lại những con số ấn tượng. Điển hình vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là đầu tàu của cả nước trong thu hút FDI. Có thể nói rằng là vùng Đông Nam Bộ là một trong những cái đầu tàu của cả nước trong cái việc thu hút FDI trong suốt những năm qua. Cho đến nay thì cái số lượng FDI vào vùng Đông Nam Bộ chiếm khoảng trên 50% số dự án và khoảng gần 50% tổng vốn đầu tư của cả nước. Hơn 30 năm đổi mới và 30 năm kể từ khi có luật đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, khu vực FDI ngày càng khẳng định vai trò to lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, đầu tư nước ngoài đóng vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Mức đóng góp của khu vực đầu tư nước ngoài trong GDP của cả nước tăng từ 9,3% năm 1995 lên 19,6% năm 2017. Bên cạnh đó, năng suất lao động của khu vực đầu tư nước ngoài luôn ở mức cao, đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế. Năm 2017, năng suất lao động của khu vực này đã lên cao hơn 3,7 lần năng suất bình quân chung của cả nước. Tỷ trọng ngân sách nhà nước từ khu vực đầu tư nước ngoài tăng đáng kể, từ 1,8 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 1994-2000 lên 23,7 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2011-2015, chiếm gần 14% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài đã đóng góp hơn 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,1% tổng thu ngân sách nhà nước. 10 địa phương có nguồn thu ngân sách nhà nước lớn, 16 địa phương tự cân đối ngân sách đều là những địa phương thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Thì trong những năm qua đó thì đóng góp FDI rất là lớn vào kim ngạch xuất khẩu. Có thể nói là nhờ FDI mà Việt Nam mới đạt được là cái sức siêu như mấy năm qua. Với xuất phát điểm khởi xướng từ công cuộc đổi mới cách đây 30 năm, đánh dấu bởi sự ra đời của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1988, FDI đã trở thành một trong những động lực chính của phát triển kinh tế Việt Nam với nhiều dấu mốc ấn tượng. Năm 2016, vốn FDI vào Việt Nam cao hơn dòng FDI vào các nước ASEAN khác, trừ Singapore. Tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, dòng FDI vào Việt Nam đã vượt dòng FDI vào Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như vào các nước ASEAN lớn trừ Malaysia. Năm 2017, Việt Nam có mức giải ngân kỷ lục đạt 17,5% trong bối cảnh dòng FDI trên toàn cầu sụt giảm 23%. Theo số liệu được thống kê vừa đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế. Lũy kế đến ngày 20 tháng 8 năm 2018, cả nước có 26.500 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực,
với tổng vốn đăng ký là 334 tỷ đô la Mỹ và tổng vốn thực hiện khoảng 184 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt mức trung bình 18-25% trong giai đoạn 1991 và 2017. Thưa quý vị, sẽ thật sự thiếu sót nếu chỉ nhìn nhận thành công của thu hút FDI tại Việt Nam bằng các con số, bằng nhiều cách thức khác nhau, đầu tư nước ngoài có tác động lan tỏa đến các khu vực khác của nền kinh tế và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đầu năm 2014, trung tâm thương mại đầu tiên của tập đoàn Aeon mở cửa tại thành phố Hồ Chí Minh, dọn đường cho nhà bán lẻ lớn nhất Nhật Bản chính thức đặt chân vào Việt Nam. Cho đến nay, với 4 trung tâm thương mại đã đi vào hoạt động với phương thức quản lý tiên tiến, đã giúp đội ngũ lao động quản lý tại đây đã tiếp thu được kỷ luật lao động, tác phong làm việc, cách thức sắp xếp và tổ chức công việc để hoàn thành sản xuất đúng thời gian và số lượng. Chúng tôi khi mà bắt đầu bước chân vào công ty Aeon Delight Việt Nam thì cái mà cảm nhận đầu tiên chúng tôi là cái tinh thần chuyên nghiệp của người Nhật. Họ làm việc rất là chăm chỉ, họ có làm việc bài bản và có những cái kiến thức chuyên môn rất sâu về cái việc vận hành và quản lý của tòa nhà. Qua cái thời gian làm việc cùng với cả Aeon Delight Việt Nam thì tôi đã học được rất nhiều các cái kiến thức và cái kinh nghiệm từ Aeon Delight Nhật Bản. Chúng tôi có thêm được những cái kỹ năng về quản lý, kỹ năng về vận hành đối với các cái tòa nhà ở Việt Nam. Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không thể không nhắc đến tập đoàn Samsung của Hàn Quốc tại Việt Nam. Hành trình 10 năm tại Việt Nam của Samsung không chỉ ghi dấu bằng những con số khủng về quy mô đầu tư, mức độ đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của đất nước, mà đó còn là hành trình trưởng thành của đội ngũ kỹ sư người Việt Nam, những người đã từng bước tiếp quản công nghệ để tự tin làm chủ các dây chuyền sản xuất và trung tâm nghiên cứu R&D hiện đại bậc nhất của Samsung. Trong cái này thì tôi đánh giá rất cao là cái xu thế hiện nay đã có rất nhiều cái nhà đầu tư lớn như là Samsung, như là LG, như là Intel, như là Bosch của Đức đã thành lập các cái trung tâm nghiên cứu phát triển. Và những trung tâm nghiên cứu phát triển này là thu hút rất nhiều các cái kỹ sư trẻ. Ví dụ như ở Hà Nội là hiện nay Samsung là 1.600 kỹ sư trẻ làm cho trung tâm nghiên cứu của Samsung và sắp tới sẽ đem lên khoảng 3.200 người. Và những kỹ sư trẻ này sẽ là những cái nguồn lực rất tốt để chúng ta tiến vào cái hiện đại hóa đất nước và tiếp cận với công nghệ của cách mạng 4.0. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là những đơn vị đi tiên phong trong đào tạo, nâng cao trình độ và tác phong công nghiệp của đội ngũ, công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý. Các dự án FDI thường tổ chức các khóa đào tạo cho người lao động của dự án, trong đó có nhiều người được cử đi lao động của nước ngoài, từ đó sẽ hình thành ở nước nhận đầu tư một lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề. Đối với những cán bộ quản lý khi được tham gia vào các dự án, do yêu cầu công việc sẽ trưởng thành hơn về năng lực quản lý để phù hợp với nền sản xuất hiện đại. Như vậy, việc tham gia vào các dự án có vốn FDI sẽ tạo cho địa phương phát triển được nguồn nhân lực. Quan trọng nhất là đầu tư nước ngoài hiện nay đã góp phần tạo nên một cái đội ngũ các cái nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà công nghệ, kỹ sư và những công nhân lành nghề, góp phần làm cho chúng ta đã dần dần chuyển từ lao động giá rẻ, thu nhập thấp sang cái lao động có kỹ năng. Và theo đánh giá của Samsung thì hiện nay năng suất lao động của một lao động Việt Nam làm cho Samsung tại Bắc Ninh và tại Thái Nguyên đã bằng khoảng 80% năng suất lao động của công nhân Hàn Quốc làm cho Samsung tại Hàn Quốc. Không dễ nhận ra, nhưng sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân trong nước có nhiều đóng góp từ việc mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài. Dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam đã làm gia tăng áp lực cạnh tranh, buộc doanh nghiệp trong nước phải đẩy mạnh cải tiến đổi mới. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong nước hình thành, lớn mạnh một phần cũng do áp lực cạnh tranh với khu vực FDI. Cạnh tranh từ khu vực FDI chính là một động lực phát triển cho khu vực kinh tế trong nước. Tôi nhớ là năm 2000, cuối 2012, đầu 2013, khi mà xuống làm việc với Samsung, thì Samsung kêu là không có một doanh nghiệp Việt Nam nào tham gia vào cái chuỗi cung ứng giá trị của Samsung. Sau đấy thì vẫn còn có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam tự đầu tư công nghệ, tự tất cả các thứ khác để tham gia vào cái chuỗi. Và đến bây giờ cái số lượng của các doanh nghiệp Việt tham gia vào cái chuỗi cung ứng của Samsung là lên đến 3 con số, chứ không phải là 4 doanh nghiệp
vào cái cuối năm 2012, đầu năm 2013. Cùng với đó, đầu tư nước ngoài cũng đã đổi mới tư duy kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt trong những năm đầu tiên, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, kinh nghiệm quản lý về kinh tế thị trường còn thiếu, thì sự vận hành của khu vực đầu tư nước ngoài theo nguyên tắc thị trường đã trở thành nơi để chúng ta học tập, vận dụng các chính sách về kinh tế thị trường một cách linh hoạt, sáng tạo. Mô hình kinh doanh mới, cách thức quản lý mới và đưa thêm những kiến thức mới vào cho quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở đó nó cũng thúc đẩy thêm cái cải cách kinh tế Việt Nam. Tức là tôi cho rằng là có những cái yêu cầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Từ yêu cầu thu hút đầu tư nước ngoài đó chúng ta buộc phải hoặc là phải cải cách để thu thêm đầu tư nước ngoài, cho nên có thể có nó là một động lực hay là một yếu tố hay là một cái gì đấy nó tạo ra một cái thúc đẩy cái quá trình cải cách kinh tế ở Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường. Các chuyên gia khẳng định sau 30 năm đổi mới, việc mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI là một chủ trương đúng đắn, đã góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng của đất nước. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là những thành viên tích cực trong đại gia đình các doanh nghiệp Việt Nam. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của kinh tế Việt Nam. Vui mừng và tự hào về những thành tựu to lớn của đầu tư nước ngoài, song Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhìn nhận vào những hạn chế tồn tại và những thua thiệt trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương hợp tác thu hút đầu tư nước ngoài, song sẽ chọn lọc gắn với mục tiêu nâng tầm trình độ nền kinh tế và xây dựng nền kinh tế tự chủ. Khi thu hút đầu tư nước ngoài, ngoài kỳ vọng về vốn đầu tư, Việt Nam còn có một kỳ vọng lớn lao khác, đó là tính lan tỏa về công nghệ từ các doanh nghiệp FDI qua nền kinh tế. Song cho đến nay, số doanh nghiệp trong nước được chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI rất ít ỏi. Đối với các cái dự án đầu tư vào khu công nghệ cao của chúng tôi thì nó khác với các cái khu khác. Chúng tôi có tiêu chí, tức là chỉ những cái dự án công nghệ cao và trong đó đặc biệt là cái vấn đề liên quan đến phải đầu tư cho hoạt động nghiên cứu triển khai thì mới đáp ứng cái tiêu chí. Và chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là đối với cái hoạt động chuyển giao của khu công nghệ cao trong cái quá trình mà thu hút FDI và chuyển giao công nghệ thì cũng có thể là tốt hơn so với khu ngoài. Tuy nhiên thì theo tôi đánh giá là vẫn chưa đạt được như mong muốn. Cùng với đó, các doanh nghiệp đầu tư về cơ bản đang sử dụng công nghệ trung bình so với khu vực. Chưa có nhiều tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển R&D còn ít. Trong khi đó, một số dự án đầu tư nước ngoài tiêu tốn năng lượng tài nguyên gây ô nhiễm môi trường còn có biểu hiện báo lỗ chuyển giá, đầu tư chui, không đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường. Một số trường hợp đã gây ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và cuộc sống của người dân cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Việc sử dụng đất đai và tài nguyên không tái tạo tại một số dự án đầu tư nước ngoài đang còn lãng phí và kém hiệu quả. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có hành vi chuyển giá thiếu trung thực trong báo cáo tài chính để trốn thuế. Thực tế cũng cho thấy còn trường hợp bên nước ngoài trong các liên doanh đã tạo áp lực buộc bên Việt Nam phải nhượng lại những phần vốn góp và chuyển doanh nghiệp liên doanh thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, làm hạn chế khả năng liên kết và chuyển giao công nghệ. Trước những thách thức này, tại hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng đã yêu cầu hoàn thiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên nguyên tắc, cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thực hiện đúng cam kết đầu tư, tuân thủ đúng tiêu chí, điều kiện hưởng ưu đãi. Hợp tác đầu tư nước ngoài là mang tính chủ động, có sự bình đẳng, lựa chọn, không phải nhà đầu tư nước ngoài mang gì và ta cũng chấp nhận ấy nấy. Và điều quan trọng là có sự lựa chọn dần thoát khỏi gia công, lắp ráp đơn thuần, nâng tầm trình độ sản xuất, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế quốc gia. Đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được ưu đãi thì phải có đầu tư thực sự hiệu quả, kiểm chứng trên cơ sở tiêu chí cụ thể, nhất là cam kết về đầu tư công nghệ cao, bảo vệ môi trường, khai khoáng, có chi biến sâu, v.v. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe và luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư để hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển bền vững. Sự thành công của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng chính là thành công niềm tự hào của Việt Nam. Các bộ, ngành và địa phương cần rà soát và hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, các chính sách, các giải pháp trong lĩnh vực quản lý của mình. Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện báo cáo tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài trình Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới
về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành chương trình hành động cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa công tác đầu tư nước ngoài. Trước cam kết của Chính phủ Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cho biết Việt Nam có thị trường lớn, chính trị ổn định, tham gia nhiều hiệp định, vị thế vai trò cao hơn trong khu vực. Cùng với đó, nhiều vấn đề tồn tại của nền kinh tế đang được khơi thông, trong đó có nỗ lực cải cách hạ tầng, xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, môi trường thuận lợi cho mọi hình thức đầu tư, trong đó đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây là những cơ sở, động lực để các nhà đầu tư đến làm ăn lâu dài và đồng hành cùng Việt Nam phát triển. FDI có vai trò tác động lan tỏa đến nền kinh tế, thể hiện qua tác động tích cực đến năng suất của khu vực doanh nghiệp trong nước. Mặc dù vậy, tác động lan tỏa từ chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI vẫn còn yếu bởi có rất ít doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Vì vậy, để dòng vốn FDI có bệ đỡ, chất xúc tác cho phát triển kinh tế, cần tiếp tục đẩy mạnh sự lan tỏa của các dòng vốn FDI. Là địa phương có dòng vốn FDI dẫn đầu cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động kết nối và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn đã ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác cùng Hiệp hội Thương mại các nước tại Việt Nam. Theo đó, hai bên sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước gặp mặt giao lưu để trao đổi kinh nghiệm. Hai bên sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối giao thương, liên kết tổ chức các sự kiện hội thảo theo chuyên đề thỏa thuận nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho môi trường kinh doanh, cho hoạt động hiệp hội và doanh nghiệp. Cái chuyển giao công nghệ tốt nhất là tăng cường cái sự giao lưu giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với các doanh nghiệp FDI. Mục đích là để có cái sự liên kết và cung ứng các cái sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Qua đó thì doanh nghiệp Việt Nam mới có cái cơ hội để mà thay đổi cái khoa học công nghệ và tiếp cận với khoa học công nghệ mới. Sợi dây liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn cần kéo dài hơn, chặt chẽ hơn. Làm sao để doanh nghiệp trong nước có thể tham gia vào các chuỗi cung ứng của các công ty nước ngoài, các tập đoàn xuyên quốc gia? Bước đầu đã có nhiều doanh nghiệp Việt trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung và bài học này cần được nhân rộng. Đồng thời, theo các chuyên gia, cần quy hoạch chuỗi giá trị cho từng ngành, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi giá trị. Để mà đạt được cái mục tiêu của mình đặt ra là để FDI nó chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ. Như vậy thì khi mà chúng ta đầu tiên là chúng ta phải trong cái chiến lược á, chúng ta phải quy hoạch cái chuỗi giá trị của cái ngành. Như vậy thì chúng ta phải định vị luôn cái ngành nào, cái lĩnh vực nào, cái nhóm nào mà FDI họ qua. Rồi khi mà họ qua đó thì những cái phần còn lại là những cái doanh nghiệp trong nước mình có thể cung ứng phụ trợ với họ. Các cơ quan chức năng cũng cho biết xây dựng một khung chính sách về FDI với trọng tâm là thúc đẩy năng lực của khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp tư nhân để khu vực này có thể kết nối với khu vực FDI. Qua đó tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, nhà nước cần có cơ chế ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp trong nước hợp tác với doanh nghiệp FDI, tập trung thu hút vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn. Những năm gần đây, đó là tập trung vào các cái lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, chú trọng đến các cái dự án mà có cam kết về chuyển giao công nghệ, các cái dự án sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như là nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, trách nhiệm thuộc về các doanh nghiệp Việt Nam thường thiếu chủ động trong tiếp cận các doanh nghiệp FDI. Vì vậy, muốn làm doanh nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam phải tự tin chủ động hơn trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng, phải có chiến lược phát triển để thích ứng với yêu cầu của các tập đoàn nước ngoài, đồng thời phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu. Đồng thời, các doanh nghiệp trong nước cần chủ động trong việc tìm kiếm kênh chuyển giao công nghệ thông tin qua hợp đồng mua bán phát minh, bản quyền thương hiệu, hợp tác nghiên cứu với cơ quan tổ chức trong nước, chuyển giao công nghệ thông qua FDI, không bị động trong việc tìm kiếm công nghệ thích hợp với từng doanh nghiệp. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.